Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dành phần lớn tài sản để phục vụ cộng đồng, giải thích lý do quyên tặng 200 triệu đô cho Đại học Anh thay vì Việt Nam. Hồi tháng 11 năm 2021, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khiến báo chí trong và ngoài nước xôn xao khi ký biên bản ghi nhớ tài trợ từ thiện 155 triệu bảng Anh, hơn 200 triệu đô cho trường Đại học Lineker. Đáng chú ý, phía trường Lineker cho biết, sau khi nhận được khoản tiền quyên góp đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ xin phép cơ mật viện đổi tên trường từ Lineker College thành Thảo College để ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt này. Theo giới thiệu, Lineker College là một trường thành viên của Đại học Oxford, là trường đa ngành với khoảng 50 nghiên cứu sinh và 550 sinh viên sau đại học, đa số đến từ nước ngoài, 133 quốc gia. Đặc biệt, trường này có quan điểm về môi trường hết sức mạnh mẽ, là đại học xanh trong số các trường thành viên của Đại học Oxford thông qua một số sáng kiến về môi trường trong những năm qua, nhất là giảm lượng khí thải carbon ra môi trường. Vì vậy, trong thông báo của mình, Lineker College có đề cập rằng tập đoàn Solvay cũng đã cam kết tất cả các công ty con của họ đạt đến mức không carbon, net carbon zero vào cuối năm 2050. Dù còn nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng thời điểm ấy, bà Thảo không lên tiếng cung cấp thêm thông tin nào về khoản từ thiện này. Mà đến cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Forbes, nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam mới lần đầu tiên chia sẻ thêm mục đích của khoản tài trợ. Theo bà Thảo, Đại học Oxford là cái nôi của tri thức, góp tiền cho trường là cơ hội tốt nhất mang giá trị đóng góp của mình đi nhanh hơn, gần hơn cho cộng đồng nhân loại, trong đó có người dân Việt Nam. Bà cũng cho rằng đó là sự may mắn khi được đóng góp một phần trong lịch sử phát triển của trường đại học nổi tiếng thế giới. Do vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao khoản đầu tư này lại không dành cho một trường đại học trong nước? Chủ tịch Solvay giải thích, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng được một trường đại học hiện đại. Tuy nhiên, điểm cản trở lớn nhất là chưa có môi trường nghiên cứu học thuật và chưa thể trở thành môi trường lý tưởng mang các nghiên cứu ứng dụng và thực tế. Vì thế, khó có thể trở thành nơi thu hút các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Mình làm sao để khoản đóng góp tạo ra giá trị tốt nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất? Nếu không có mình thì sẽ có người khác. Những người được hưởng lợi là hệ thống giáo dục, là cộng đồng, trong đó có thương hiệu của đất nước chúng ta, bà bày tỏ. Đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiết lộ có kế hoạch dành phần lớn tài sản của mình để phục vụ cộng đồng. Những dự án như việc quyên tặng cho Đại học Oxford là một phần trong chương trình đó. Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 mới được Forbes công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là đại diện nữ giới duy nhất của Việt Nam. Đây là lần thứ 6 chủ tịch Solvay có mặt trong bảng xếp hạng này. Nữ tỷ phú sở hữu vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị HD Bank, phó chủ tịch và CEO hãng hàng không Vietjet Air, sở hữu tổng tài sản 3,1 tỷ đô, tăng 300 triệu đô so với năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Hà Nội. Năm 17 tuổi, bà Thảo thi đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội và sau đó được đi du học Đông Âu. Trong cộng đồng du học sinh lúc bấy giờ, bà Thảo nhanh chóng nổi lên nhờ thành tích học tập xuất sắc. Ở tuổi 27, bà đã nhận tấm bằng tiến sĩ điều khiển học kinh tế với hai tấm bằng cử nhân quản lý kinh tế lao động và cử nhân tài chính tín dụng. Thời điểm này, nhận thấy thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm nên bà Thảo kinh doanh đủ thứ, từ hàng điện tử, máy tính, máy phách đến băng đĩa, đồng hồ, hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như phân bón, sắt thép, thiết bị. Sau 3 năm tích lũy nhờ buôn bán hàng hóa qua lại giữa các nước, bà Thảo có trong tay 1 triệu đô khi chỉ mới 21 tuổi. Trở về Việt Nam, bà Thảo khá kín tiếng với truyền thông, nhưng cực kỳ năng nổ trên thương trường. Bà tham gia sáng lập và điều hành hai ngân hàng tư nhân là VIB và Techcombank, sau đó đầu tư vào HD Bank. Nổi bật nhất là việc bà Thảo lập ra Vietjet Air, phá vỡ thế độc tôn của Vietnam Airlines trên thị trường hàng không, giúp nhiều người được bay với giá rẻ.